tác phẩm được bao tiền anh? 8 củ. 8 củ. 8 củ ra làm 9 củ. Đi vào nhận đúng chí không? Tròn to như nhau. 9 củ khoai. 9 củ khoai, khoai lang và khoai tây. Cho chậm mỏng mỏng thì đẹp lắm. Ruối. Nghe nói Cương có mới ăn được một cái cây điền này. Ra để xem à, chắc vừa bật lá đây rồi. Xịn xịn đấy đi. Có cả bàn xoay đây, phục vụ tác nghiệp đây. Siêu phẩm này là bao nhiêu tiền nhỉ nghệ nhân? 42 triệu. Đây là công nhận móc được từ đại gia ra đấy. Lục lạc giống cái chậu của cái cây mang nhà mạnh về nhỉ? Đấy nó đấy, con kia rổ con chậu ngồi chậu 4 triệu rồi. Vẫn bên Đầm Chành 42 anh em nhé. Xịn già hòm phụ đương đại. Hải chốt cái nhà chưa? Đấy anh em xem cả hai mặt ngon luôn nhé. Đi con này trước rồi, chú còn đang sống nhất. Chú có vàng cường. Đây chợ nó bị nhạt nha. Vùi hết lên đây. Đây này bán được đất giỏi lắm nhé. Bán đất bán phân rồi. Lên điệu hết. Đấy, chơi mặt này này. Đây. Cái form này thì hay giữ thôi. Mời anh em chơi. Đánh nốt. Đấy, quảng cáo đấy tí thôi. Anh em nào thiện chí thì múc. Đấy, có giá rồi. Mình vừa mua của luôn vẫn là hớ. Một cuốn đồng cái. Cái này thì hay hơn nhỉ. Nhót kia thì ông lên sau thành cành dây khó phết đấy. Mà cắt cũng trúng như đấy các quả. Thôi nó là để trồng. Nó là lạ thì thôi. Ai xa. Đang lâm này ạ. Đây của anh Bình. Đây của anh Bình à. Tác phẩm được bao tiền nhé? 8 củ. 8 củ. 8 củ ra làm 9 củ. Đi vào nhận đúng chí không? Tròn to như nhau. Chín củ khoai. Chín củ khoai, khoai lang và khoai tây. Cho chậm mỏng mỏng thì đẹp lắm. Ruối. Này mỗi thằng vồ hương phát. Này mỗi ông vồ hương phát. Mỗi ông sờ cái. Mẹ. Vừa sờ xong trồng ra. Ý cho chị. Sờ tay xong trồng ra. Nhưng mà có tiền là được rồi. Đấy, qua đi thôi. 25 nhỉ, có phải nhỉ? 25. Rất nhớ giá. 25. À đây, hôm nay là vẫn 8 sỏi à hay là bao nhiêu nhỉ? Tám sỏi ấy nhỉ, phải 85 thiếu mất 5 triệu.
anh em mà muốn xem kỹ thì xem lại cái video ngày xưa đó, cái lúc chưa có lá thì sẽ xem thôi. Trậu vào gọn gàng lắm. Nay mà để bố mú Dương Văn Mười và bố múc được về thì lại đôi lít. Đây còn tác phẩm này bao nhiêu? 8 lục dưới, xanh ngâm điền, đẹp, hoàn thiện, gần đến. Anh trà nắng kinh nhỉ. Vời này không có cây sao? À kìa, không có cây. Đấy. À đây còn cái xi nữa. Cây này là bao tiền nhỉ? Nghệ nhân 20. Có nhìn quá. Rất rộng bóng, rất hay đấy. Đứng đệ dậy phát mà hoa hết cả mắt. Ok, chúc nghệ nhân đắt hàng nhá. Sang đây. Vời. Cây củ vời. Phát đóng này. Nhưng mà tương lai thì nó lành lặn thì nó sẽ khác. Bây giờ thì nhìn nó vẫn thấy cái vết đóng, nhưng mà được cái khẩu này được cái khẩu già mà nó cùng ra với cái này. Hình như là lấy cái khẩu này từ trên để xuống hay sao ấy. Không biết có phải không. Khi mà ghép mà lấy được cái phần mà nó hợp là đó một chuyện này. Hợp với cái vết mình muốn ghép ấy. Cái thứ hai ấy là nó phải cùng màu da với cùng chất liệu ấy, thì sau nó đỡ bị cập gãy. Thì là tuyệt vời luôn. Vời. Nay vời cũng có cây. Thực hiện. Hoa giấy hai màu. Hồng sắc pháo với lại màu trắng. Có bông hồng này, có bông trắng và có cả bông hồng lai trắng này. À, cây to nữa, cây xanh ngâm biển. Chả biết cây của ai.
khai thác cây chả biết cây gì ấy, nhìn lá quen quen nó giống cây dưới à, đúng cái dưới thật nó không phải vú bò coi sao vú bò nhá vú bò vú bò hai cái vú bò các bác thợ thủ này về làm cái làng đẹp ấy, sau này rất tốt, đang rất khỏe. Cây xanh Nam Điền tất nhiên là để có giá trị cao thì nó còn dài hơi lắm, chắc có thể nó không lên được tầm nhiều, nhưng mà để đẹp mắt là làm được, mắt là làm được. Cái đỏ đấy ok, sang bên hàng tiếp theo thôi nhé, sang bên chỗ này một tí.